Thì mục đích con người chúng ta đạt được đó chính là mưu cầu hạnh phúc.
Và ngày hôm nay, trong ngày trọng đại đăng quang, hai bên gia đình chú rể cô dâu đang vướng bước bên nhau để chèo lái con thuyền tương lai hạnh phúc. Trước sự chứng kiến đông đủ yêu thương của toàn thể quý vị, ngày giây phút đăng quang này, xin mời toàn thể cùng hoa sẽ cùng hướng mắt về cổng hoa đầu đường thảm đỏ, cùng chào đón chủ nhân buổi lễ vô quy, cô dâu Cẩm Ly, chú rể Thi Sĩ cùng hai bên gia đình sẽ tiến về trung tâm sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị. Xin chúng ta sẽ chào đón đại gia đình bằng một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Vâng, thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, và trước mắt của chúng ta là đôi tân lang tân nương, họ đang dìu nhau đi lên trước sự minh chứng đông đục của toàn thể quý vị. Đôi bạn trẻ của chúng ta đang bước trên con đường mang tên hạnh phúc, con đường mà đôi ta thầm ước một ngày nắng ấm tìm ta, để con tim anh một phần lạnh giá bởi có em sưởi ấm mỗi ngày. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, trải qua với biết bao trong gai sóng gió thử thách của cuộc đời, đôi nữ đã chạm đến bên nhau với nhịp đập thiêng liêng của đôi trái tim, sự đồng điệu ngọt ngào của đôi tâm hồn. Để ngày hôm nay đây, đôi bạn đã chinh phục được tình cảm của ông bà cha mẹ hai bên gia đình. Ngày lành tháng tốt, châu cao hẹn hò, ngày mà toàn thể quý vị đang trở về đông đủ hơn nữa trong không gian ngọt ngào để cùng chứng kiến cho mái ấm gia đình tương lai, tình nghĩa thông gia bền chặt của đài gia đình. Cô và song hành cùng với những bước chân hạnh phúc của chú rể và cô dâu, chúng tôi xin trịnh trọng giới thiệu và chào đón quý ông Bùi Đình Hợp Bảo, quý bà Lưu Thị Phượng, chú quán tại thôn Tân Nẫm, xã Cử Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là xuất thân phụ mẫu của quý nữ Bùi Cẩm Ly. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón quan viên họ nhà gái. Kính thưa toàn thể quý vị, hiện diện về phía trung tâm sân khấu chúng tôi có hai bên gia đình, bức tranh toàn cảnh đẹp đẽ hạnh phúc nhất của đài gia đình chúng tôi. Và tất cả quý vị đã trở về đây để mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đôi bạn sẽ trọn đời thủy chung. Và giây phút đăng quang này xin được kính mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng trịnh trọng để cúi chào ra mắt toàn thể quý vị. Thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, và giờ đây là thời khắc vô cùng tuyệt vời trong cuộc đời chú rể cô dâu. Niềm vui của họ nhà trai cũng chính là niềm vui của họ nhà gái, được đứng trên bục cao nhất lễ đài tình yêu ra mắt với tất cả mọi người, để rồi trên sân khấu hiện nay đó chính là một bức tranh toàn cảnh của một đại gia đình hạnh phúc. Ngoài đôi uyên ương trai tài gái sắc Thi Sĩ Cẩm Ly, thì hai bên chính là hai họ hai gia đình, là những người có công sinh thành và thất hợp cho chú rể và cô dâu. Và về phía quan viên họ nhà gái, chúng tôi đã giới thiệu đến toàn thể quý vị, còn xin hiện diện đến từ quan viên họ nhà trai, xin mời Bảo Khang, chúng ta hãy cùng vinh danh để toàn thể quý vị quý hôn trường cùng chúc mừng. Xin mời. Và thưa toàn thể quý vị, trở về đây từ quê hương thôn Uyên Phong, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Lừng và bà Nguyễn Thị Trí, là trung tâm phụ mẫu của chú rể Thi Sĩ đã hiện diện trên không gian sân khấu cùng với con biểu nhà gái chúng tôi. Xin quý vị sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng. Và kính thưa toàn thể quý vị, thật ngọt ngào hạnh phúc khi trong ngày trọng đại đăng quang, toàn thể chúng ta đang trở về đông đủ trong không gian ngọt ngào. Và ngay bây giờ đây, xin được tỏ lòng biết ơn với những lời cảm thông sâu sắc nhất, những lời bộc bạch tâm sự sẽ gửi đến cho toàn thể quý vị. Xin được kính mời vị đại diện gia đình với những lời tâm tư tình cảm. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa bà con hai họ và kính thưa toàn thể bà con, xin thay mặt đại diện hai gia đình trước hết, xin gửi tới toàn thể hôn trường một lời chào nồng nhiệt nhất và một lời chúc sức khỏe sâu sắc nhất. Và hôm nay là ngày vui của hai con chúng tôi, gia đình có gì hơn. Xin chân thành cảm ơn bà con để dành chút thời gian ngàn vàng để đến của người gia đình một ly rượu nhạt và mừng ngày vui cho hai con chúng tôi. Một lần nữa, gia đình không có gì hơn. Xin chân thành cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn những lời bộc bạch tâm sự, những lời phát biểu ngắn gọn và xúc tích mà đại diện gia đình chúng tôi đã gửi đến toàn thể quý vị, để cùng cảm ơn sự hiện diện đông đủ trong không gian tình yêu của gia đình buổi trưa hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, và xây dựng hạnh phúc gia đình đó chính là một sự khát khao, những ước mơ vô cùng hoài bão, để rồi chú rể và cô dâu xích lại gần nhau chung sống dưới một mái nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông, và giờ đây minh chứng tình yêu cho họ. Xin mời chú rể cô dâu hãy nắm thật chặt tay nhau tiến tới bàn tiệc ân tình thứ nhất phía phái lễ đài, tay trong tay cắt bánh hồng vô quy. Xin mời. Ở
Kính thưa toàn thể quý vị, với dòng chảy bất tận của thời gian, với quy luật muôn đời của tạo hóa, con người chúng ta sinh ra và hiện diện trên cuộc đời này, ai cũng có một người trái tim yêu thương, ai cũng có quyền được tự do mưu cầu hạnh phúc. Và ngày hôm nay cũng vậy, tình nghĩa tình yêu đó đã được viết lên trên trung tâm sân khấu qua nhịp đập thiêng liêng của đôi nương thi sĩ Cẩm Ly. Và ngay bây giờ xin mời đôi nương trở về với phía trái sân khấu để cùng chung tay với tháp rượu ngọt ngào yêu thương. Xin được kính mời. Thưa thể quý vị, song hành với nghi thức đầu tiên, chú rể và cô dâu đã nếm trải những hương vị ngọt ngào của tình yêu thông qua những hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh kem. Thì sang nghi thức tiếp theo, các bạn trẻ của chúng ta sẽ thực hiện để rồi cảm nhận cuộc sống của mình trong cuộc sống này còn nhiều chông gai và vất vả, để rồi cảm nhận cuộc sống đó thông qua những vị cay, vị chát, vị mặn, vị nồng nàn của rượu, tái hiện lại cuộc sống hiện tại mà các bạn trẻ của chúng ta phải vượt qua nó, để rồi biết được rằng phía trước còn nhiều rất gian nan và vất vả. Hãy cùng chung sức chung lòng để rồi vượt qua và dành lại cho mình một cuộc sống hôn nhân thực sự trọn vẹn. Toàn thể quý vị, và ngay bây giờ đây, tôi đưa của chúng tôi sẽ cùng chung tay rót chai rượu đầu tiên vào dòng chảy ngọt ngào hạnh phúc, để từ nay sẽ gắn kết bên nhau với một mái ấm gia đình tương lai. Không phải từ đây tôi nương sẽ cùng nhìn về phía nhau, mà kể từ giây phút đăng quang này, thi sĩ Cẩm Ly sẽ cùng nhau nhìn về một hướng, đó là mái ấm gia đình hạnh phúc, lập bến bờ tương lai yêu thương, nơi mà chú rể cô dâu đã hằng mong ước. Những giờ chiều tương hồng tiếp theo đang tràn trên tháp ly pha lê. Tháp ly pha lê tượng trưng cho tình yêu trong sáng, và màu hồng thể hiện sự khát khao mong đợi có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và chúng ta một lần nữa hãy dành cho đôi bạn trẻ của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Xin mời. Vâng, ngay bây giờ đây đôi nương đã cùng chung tay rút ra với những ly rượu mà chúng tôi đã chuẩn bị. Đó rất là tình cảm yêu thương để đôi nương gửi đến cho hai bên gia đình. Cảm ơn công ơn sinh thành trời biển dân dụng của cha mẹ. Xin mời đôi nương sẽ đón nhận tình cảm. Xin mời chú rể thi sĩ đón nhận lời yêu thương trở về với bố mẹ của cô dâu. Xin mời cô dâu sẽ đón nhận tình cảm và trở về với bố mẹ của chú rể. Xin được kính mời. Vâng, và dưới đây một nghi thức nữa đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ thực hiện trong ngày chung đôi. Xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy bước về phía giữa trung tâm sân khấu hội trường để giữ vòng tay quanh nhau uống rượu giao thế. Xin mời. Xin mời chú rể cô dâu sẽ vòng tay yêu thương để uống ly rượu giao môi hẹn thề. Xin được kính mời hai bên gia đình chúng ta sẽ chạm cốc để thắt chặt tình thông gia. Và chương trình khai tiệc mừng chú rể lễ vu quy của đôi nương Cẩm Ly thi sĩ chính thức được bắt đầu. Với nghi thức này để rồi nói lên rằng hai gia đình đã hòa chung là một, và hứa với nhau rằng kể từ ngày hôm nay hai gia đình tiếp tục vun vén và xây đắp tình yêu cho chú rể và cô dâu trên bước đường tương lai. Một lần nữa xin chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc trọn đời ái ân, chúc cho mối tình thông gia của hai gia đình bền chặt keo sơn đến muôn đời, chúc cho toàn thể quý vị có một buổi trưa vui tươi hạnh phúc và ngon miệng. Và ngày hôm nay đây toàn thể quý vị đang trở về, đó là niềm vui niềm hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc đó sẽ được nhân lên khi ngay bây giờ đây, đôi nương chúng tôi sẽ đón nhận tình cảm của những người thân người bạn với những phần quà để cùng chúc mừng. Xin được chào đón phần quà của Minh Lương, Mỹ Lệ, những người thân người bạn của đôi nương sẽ trở về sân khấu để đem tặng và chúc mừng cho chú rể cô dâu trăm năm vương bền với phần quà thiêng liêng. Xin được trân trọng kính mời. Anh kiếm tên chị ơi? Anh quân tên chị ơi? Ngoài Trung Thí à? Xin được chào đón phần quà của hai người bạn Minh Lương và Mỹ Lê sẽ trở về với sân khấu để cùng đem đến cho đôi nương lời chúc mừng tốt đẹp, cũng là phần quà yêu thương trong ngày hôm nay. Thúy ơi, Chín ơi. Vâng, và có lẽ người ta nói rồi, dẫu đã có thể mòn không có thể cản, nhưng mà tình bạn thì mãi mãi không phai. Và trong ngày đại lễ hạnh phúc chúc mừng cho chú rể và cô dâu, những món quà đến từ những người bạn thân thiết cũng có lên sân khấu để trao quà chúc mừng. Xin mời. Và đây
mãi sẽ là phần quà yêu thương của hai người bạn thân mẹ con dâu sẽ trở về với chúng tôi qua phần quà của dì Minh Lương và dì Mỹ Lì đã dành đến cho đôi nương. Chúc mừng cho ngày trọng đại đăng quang, chúc cho đôi bạn trong năm vững bền với mái ấm gia đình riêng.